ông thầy lang người dân tộc, các ông ấy có cái vấn đề liên quan đến chữa xương khớp tốt lắm ấy. À, chúng ta có thể là liên hệ để gì ạ, để tìm hiểu thêm cái thuốc lam để chúng ta uống, chứ còn Rezon nó chỉ mang tính chất là kháng viêm cho chúng ta, nó không đau thôi, đúng không ạ? Đó nên là anh chị em phải hiểu rõ nhé, chứ không người này cứ cái gì bệnh gì cũng chữa khỏi này chết rồi, bệnh viêm tai giữa mãn tính, ok, viêm tai giữa là nó do bị viêm nhiễm đấy anh, nó do bị viêm nhiễm, ngày hôm nay chúng ta chống được cái viêm nhiễm đấy thì nó đỡ bệnh thôi, đúng không? Trường hợp sơ gan thì tại sao? Ok, trường hợp sơ gan à, ngày hôm nay tế bào gan và đấy em nói nó sống được bao nhiêu thời gian cô bác anh chị? 5 năm à? 28 năm. Gan chỉ sống được 5 năm thôi nhá. Tế bào gan chỉ sống được 5 năm thôi nhá. Nhưng mà cụ ấy, cụ đưa rượu vào nhiều ấy thì nó sơ là đúng rồi. Ngày hôm nay cụ đưa ít rượu vào thôi nhá. Tế bào gan của chúng ta, tại sao những người uống rượu không bị say mà nhiều người uống rất nhiều rượu nhưng mà rượu lâu say? Tại vì cái gan của chúng ta nó lọc quá tốt, đúng không? Thận lọc quá tốt thì chúng ta uống nhiều chúng ta không thấy say. Ngày hôm nay chúng ta say rượu là cái gan nó mệt rồi, nó không lọc nữa, cho nên là chúng ta mới say đấy. Không phải là say rượu đâu mà là ngộ độc đấy cô bác anh chị nhá, ngộ độc rượu, đúng không? Cho nên là gì ạ, cái gan mà nó đã làm việc nhiều quá rồi, chúng ta cứ bắt nó làm việc tiếp nữa là nó chai, nó sơ, đúng không? Ngày hôm nay các cụ mà bị sơ gan ấy, mà liên quan đến gọi men gan cao đấy, các cụ dùng rượu ít thôi, mà có dùng thì dùng vào buổi trưa, chứ đừng lên dùng vào, đừng dùng vào buổi tối, mà có dùng vào buổi tối dùng ít thôi, nó sơ rồi là hỏng. Ngày hôm nay chúng ta cần phải bổ sung Razor nhiều để cho là gì ạ, nó đào thải các cái cấp độ tế bào gan đi, các cái loại ví dụ như là trong rượu nó có phatalon nhiều đấy, đúng không ạ? Đấy, các cái độc tố liên quan đến phatalon nó là ma túy đá đấy, đúng không? Nên là gì ạ, chúng ta uống rượu nhiều là chúng ta có thể bị loạn thần đấy, nên là cái gan của chúng ta nó chai là đỡ, chứ còn cái đầu của chúng ta cũng hỏng luôn. Cho nên là gì ạ, rượu nó sẽ làm hại rất là nhiều, cho nên chúng ta sử dụng rượu ít thôi, mà thậm chí là chúng ta có thể là kiêng rượu được là càng tốt, không nên uống nhiều. Còn cái gan của chúng ta nó bị sơ rồi thì chúng ta cần phải sử dụng gì dơ để làm gì ạ, để nó đào thải độc tố đến cấp độ tế bào gan, để làm cái gan của chúng ta nó gì ạ, nó sạch hơn đấy, thì là cái vấn đề sơ gan nó sẽ giảm đi. Còn để mà nó mang tính chất chữa trị được cái gan đấy thì chúng ta cần thời gian, cần thời gian nhiều hơn một chút xíu để chúng ta có thể là gì ạ, chúng ta test nó. Ngày hôm nay thì cái vấn đề liên gan đấy, viêm gan siêu vi B thì em đã thấy là nó trở về dương tính rồi, là có kết quả, em đã nhìn thấy rồi đấy. Và người thật về thật là có, cầm lên cho chụp ảnh đàng hoàng đấy, chú Dương ở Hải Dương là có rồi đấy, viêm gan siêu vi B đấy là có, đúng không ạ? Rồi bệnh máu huyết tán màu trắng từ lúc sinh ra được 7 tháng tuổi. Ok, cái bệnh này là bệnh do bị bẩm sinh nha cô bác anh chị, bẩm sinh nó bị rối loạn đấy, nó bị do gen đấy nhá, các cái gen nó bị rối loạn nha cô bác anh chị. Cho nên là ngày hôm nay chúng ta nếu mà dùng thì nó cũng được, nó có thể là sửa chữa những cái lỗi, nhưng mà để mà mang tính chất là khỏi hẳn bệnh 100% là không được nhá. Nhưng mà nên dùng các cái bệnh liên quan đến máu, em thấy khuyên cô bác anh chị nên dùng càng sớm càng tốt. Có điều kiện chúng ta dùng 3 gói một ngày. Đấy, các cái bệnh liên quan đến máu thì chúng ta chỉ cần sử dụng mỗi Razor thôi là ok. Nếu mà chúng ta muốn tốt hơn nữa thì chúng ta có thể sử dụng thêm IM, không ạ? Và chúng ta dùng thời gian kéo dài nhé, thời gian lâu vào tầm từ 3 đến 6 tháng thì mới ok. Bệnh liệt 4 năm, anh chị ạ, cái bệnh mà nó liệt á, bây giờ liệt thì nó do làm sao? Do tai biến hay là do gì ạ? Hay là do bẩm sinh bị liệt? Các anh chị phải viết rõ cho em để em mới biết. Nhưng mà em biết là như này này, liệt là nó do gì ạ? Do tế bào thần kinh. Tế bào thần kinh của chúng ta là gì ạ? Nó sống được 8 năm. Nhưng mà do gì ạ? Do stress nhiều, do cầm cảm nhiều, do công việc nhiều, rồi gì ạ? Độc tố nhiều. Thì cái tế bào thần kinh nó nhân đôi nhanh hơn. 5 tuổi, 1 năm nó đã chết mất rồi. Cho nên là gì ạ? Cái thời gian nó già để nó làm cái việc của nó thì nó chưa già, nó đã ăn quay nó chết. Cho nên là chúng ta liệt là do là gì ạ? Tế bào thần kinh nó chết sớm quá, nó nhân đôi sớm quá. Ngày hôm nay chúng ta phải sử dụng Razor để nó kích thích những cái vấn đề liên quan đến bị lỗi, các cái ADN bị lỗi, như là tế bào thần kinh nó bị lỗi thì cần phải kích thích nó để làm sao để
chỉnh sửa nó để làm sao nó tốt hơn. À, về thần kinh chúng ta sẽ sử dụng gì ạ? À? Reserve và AMPM nhá. Chúng ta có, nếu mà bị liệt có thể dùng 4 gói một ngày liên tục. À, AMPM chúng ta có thể dùng 2 viên vào buổi sáng và 2 viên vào buổi tối, dùng liên tục như thế cho Thái. Khi nào mà cảm giác thấy mà nó có những cái triệu chứng ví dụ như là đau hơn, rồi nhức người, đấy, nhức người, đau nhức, đấy, rồi mỏi chân, mỏi tay, đó, hoặc là có những cái triệu chứng mà cử động được chân tay thì đấy là nó là cái tín hiệu tốt, chúng ta có thể sử dụng tiếp. Đấy, còn nếu mà sử dụng trong thời gian khoảng tầm từ 3 đến 5 tháng mà kết quả nó không có nhiều thì cái tế bào thần kinh nó đã hỏng hẳn rồi, nó không sửa được nữa. Đó là cái vấn đề liên quan đến thần kinh. Ê ơi, cái gì đây? Lãnh đạo có câu hỏi là bị u xơ cổ tử cung ấy, thì dùng sản phẩm gì xơ được không? U xơ cổ tử cung, em nói cho các anh chị nghe này, vấn đề liên quan đến u xơ và u lang á, người phụ nữ hiện tại bây giờ Việt Nam bị rất là nhiều. Người Việt Nam thì tại sao lại bị như vậy? Rối loạn chi tuyến nội tiết mà gây ra cái vấn đề này. Ngày hôm nay em nói nhỏ cho các anh chị em này, anh chị em nam giới, các anh nam giới này, nếu mà thương vợ ấy, quan hệ cho ra ngoài, nếu thương vợ đừng vứt vào bên trong nữa. Cái xác tinh trùng của chúng ta nó chết ở trong đấy á, nó gây ra bệnh. Cho nên là nếu mà thương vợ thì gì ạ? Ra ngoài, hoặc là chúng ta đi bao ha. Đấy là thương vợ thực sự. Thực ra mà nói thì cái vấn đề nó liên quan đến tế nhị, em cũng không dám nói nhiều. Nhưng mà nếu mà nói đến cái góc độ đấy thì nó là chuyên ngành của em, nhưng em cũng ngại. Các anh chị là gì ạ? Chúng ta nếu mà đã có bệnh rồi, nếu không có bệnh thì không sao. Chúng ta thường xuyên kiểm tra, nó không có u cục, không có gì thì không sao. Nhưng mà đã có rồi thì chúng ta lên gì ạ? Chúng ta lên thả ra ngoài. Thương vợ thả ra ngoài. Cái xác tinh trùng của chúng ta nó là cái muốn gây ra các cái bệnh đấy đấy. Rồi liên quan đến cổ tử cung, ngày hôm nay phải dùng gì dơ gấp nha anh chị, phải dùng sớm, phải dùng đi, tại vì là gì ạ? Nó có thể kháng viêm được, và ngày hôm nay nhất là các cái u cục, các cái vấn đề liên quan đến viêm nhiễm nó có thể là gì ạ? Nó có thể giải quyết được. Tại sao ạ? Tại vì nó có kháng sinh. Trong cái thành phần kháng sinh từ thiên nhiên này thì gần như là gì ạ? Con người ai nó cũng hợp, cho nên là chúng ta cần phải dùng. Những cái vấn đề điển hình nó sẽ đau lên nhá, nó đau và nó khó chịu, cô bác anh chị cố gắng chịu nhá. Những người mà bị cái bệnh này cố gắng chịu. Nó chỉ khó chịu một thời gian nhất định thôi, khoảng tầm cỡ một tuần cho đến 15 ngày thôi, nó khó chịu một chút. Nhưng mà chúng ta lên dùng và kết hợp cùng với cả Tây y nhá. Chúng ta phải kết hợp với cả Tây y để chúng ta điều trị dứt điểm nhá. Chứ còn nếu mà để lâu là ung thư đấy nha. Đúng không ạ? Rồi. Lãnh đạo có câu hỏi là tai biến mạch máu não dùng gì sơ có được không? Tai biến mạch máu não là một trong những cái hiện tượng mà gì ạ? Cholesterol nó nhiều quá ở trong các cái thành mạch máu. Thì ngày hôm nay chúng ta phải hiểu rõ được là tại sao lại cholesterol nó nhiều như vậy. Cholesterol thì nó nằm ở đâu? Nó ở cái chất gì ra? Nó ở trong mỡ động vật ra đấy. Cholesterol nhiều thì là gì ạ? Nó sẽ nằm ở trong các thành mạch máu, mà khi mà các cái thành mạch máu nó càng ngày nó càng bị bịt lại thì máu không lưu thông được, không đi được lên đến não thì nó sẽ bị cái ảnh hưởng đến cái vấn đề này. Thì tai biến nó sẽ nó có thể là bị ở não, nó có thể là bị ở chi, ở chân, ở tay đấy. Bị ở chỗ nào thì nó sẽ bị liệt chỗ đấy. Ngày hôm nay chúng ta sử dụng rất là tốt. Nó sẽ không hồi phục được 100%, nhưng mà có 70-80% là hồi phục được. Cô bác anh chị nên dùng là nó có tính năng là đào thải những cái độc tố ở trong cấp độ máu ra ngoài, các cái liên quan đến cholesterol nó thúc đẩy ra ngoài đấy. Bây giờ nó rất là thông minh, nó sửa chữa được những cái vấn đề đấy, cho nên là gì ạ? Chúng ta có thể là duy trì các cái bệnh đấy, phải duy trì lâu dài, cũng có thể sử dụng cho em Thái từ 1-2 gói một ngày thôi. Cái bệnh đấy phải sử dụng lâu dài nhé, chứ không phải ngày 1, ngày 2 nó không đỡ được đâu, nó không khỏi được ngay đâu. Các cái vấn đề khác thì nó có thể khỏi được ngay, nhưng mà cái vấn đề liên quan đấy thì gì ạ? Có thể là gì ạ? Khoảng độ tầm từ 3 đến 5 tháng, chúng ta sử dụng lâu dài 1-2 gói một ngày, chúng ta ngậm liên tục như vậy nhé. Các cái bệnh liên quan đến tai biến. Ok. Thực ra mà nói, để mà mang tính chất trả lời tất cả các cái câu hỏi trong buổi tối ngày hôm nay như thế này thì em thấy nói thật là chắc có lẽ là không trả lời được. Chị Hồng xem còn giờ không chị Hồng? Còn một chút xíu nữa thôi, anh đã. Ok.
thuốc nam, cái gì